Cô dâu đôi mắt lặng thầm nhìn em ăn cháo lòng, biết nói chỉ đây một câu trước khi biệt ly. Con nuốt nước miếng mà nhìn người ta ăn trái xoài, chậm mùi tình hình, trời ơi nó ngon làm sao. Nhớ lại ngày nào bàn tay mình nắm bàn chân, hẹn thề nhau chỉ giờ đây đừng ai nãy về. Không biết là khi mà chúng em hát những cái câu hát này thì mọi người có thấy là có cái phần nào quen thuộc không, thưa quý vị khán giả? Nó quen thuộc đến nỗi mà tôi nghĩ là có nhiều người còn quên luôn mất cái lời bài hát gốc nó như thế nào. Và những cái âm thanh này, những cái lời bài hát này nó cứ văng vẳng ở trong đầu. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta đã có một cái thời quá đáng nhớ với những ca khúc này. Và Phí Linh cũng xin được thuyết minh thêm với quý vị khán giả là cùng với nỗ lực hát nhạc chế thì ngày hôm nay Công Tố cũng cosplay hình ảnh của nghệ sĩ đó. Rất là nam tính, lúc nào cũng mặc quần jean rồi có một cái áo ba lỗ rồi khoe được hình thể rất là rắn giỏi khỏe mạnh. Hy vọng là sẽ đoán ra được hình ảnh chàng nghệ sĩ mà chúng tôi muốn giới thiệu ngày hôm nay, nhân vật chính của ngày xưa Chiêu Phết. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với những hình ảnh của anh. Hello, xin chào tất cả mọi người. Ung Ngọc Phúc xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả của chương trình Chiêu Show, và cũng như xin gửi lời chào tới Phí Linh và Công Tố. Anh ơi, tức là cái câu hỏi vừa rồi của Phúc ấy là thực ra là một câu hỏi của thử. Tố. À xin lỗi. Bạn đang ngồi cạnh Tố luôn. Em xin lỗi. Phúc ở phía đầu kia. Vâng ạ, được rồi ạ. Nhưng mà cái album gốc của anh là một cái album dài cơ. Nó phải dài. Vâng. Ở trong đó nó sẽ có hai cái CD. Anh ơi, đây là một cái sự so sánh giữa bản original, bản gốc và bản hàng pha ke đây ạ. Bạn đưa đây cho tôi bảo thế nào rồi Linh, tôi đã bảo bạn làm ơn mở cái đĩa đầu. Đúng rồi, đây. Thì sẽ nhìn đó là hàng thật hơn. Đây, để cho anh quay phim nhìn. Đây. Sau một tháng á, là cái album này bán được 55.000 bản. Và cho đến kết thúc cái album này thì lên cái con số hơn 200.000 bản cho cái album này. Linh ạ. Hơn 200.000 bản. Vâng ạ, và đó là một kỷ lục mà chưa có một nghệ sĩ nào của Việt Nam vượt qua được con số đó. Ngay lúc này thì bộ phận kỹ thuật có thể cho chúng tôi kết nối với nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh. I'm fine, how are you? I'm fine. Nếu mà tôi khỏe thì cả cộng đồng mau khỏe hết. Dạ vâng ạ, cảm ơn cái nguồn năng lượng đó của anh ạ. I'm fine ạ. Hồi xưa anh ạ, tôi bị lừa đến 20 lần và đến lần thứ 21 em mới được gặp anh. Thường quá, nghe kể thấy tội nghiệp ghê. Anh nhớ có một cái kỷ niệm rất là vui. Đó là đông đến nỗi mà khán giả vào là chen chúc nhau đó, xong rồi người đi sau mà đạp dép của người đi trước. Vâng. Kết thúc cái chương trình ca nhạc đó là ở trong sân khấu là gom lại nguyên một cái chồng dép, gọi là một cái đống dép lại cao như vậy nè, còn mọi người thì đi về là đi chân không hết. Rồi sau đó là khán giả bu ra ngoài phía sau ở sân khấu đó để tìm ca sĩ. Thì mọi người cũng biết là nếu như mà mình đi thẳng thừng như vậy thì không thể nào mà lọt ra được cái đám đông đó hết, thì phải có một cái người mà mặc đồ của Phúc. Thì lúc đó ví dụ như Phúc mà mặc áo Varashi đi diễn trên sân khấu đi, thì vừa xuống sân khấu là lấy cái áo đó đưa qua cho một cái người khác ở trong nhóm đóng giả luôn để người, thì mình lại đi cái hướng khác để đi ra ngoài xe. Có phải anh là người mặc cái áo đó thay cho anh Phúc đi ra ngoài đúng không? Thì còn chị ơi, dạo này talent ở trong gia đình mình là hoạt động thế nào, chị có quy củ không chị? Gần 3 tháng rồi thì gia đình không có đi đâu hết á. Mọi cái sinh hoạt trong gia đình đều thay đổi hết, và tập trung lại và nhìn lại chính mình và tập trung cho các con nhiều hơn. Cảm ơn chương trình đã gửi đến cho Phúc một cái bài hát người ta nói với một cái giọng nữ rất là ngọt ngào, rất là hay trong một cái bản phối mới. Vâng, cảm ơn Công Tố và cảm ơn Phí Linh, cảm ơn chương trình Chiêu Phết. Hẹn gặp lại tất cả mọi người, xin chúc cho mọi người thật nhiều sức khỏe nha, luôn giữ gìn bình an và may mắn nha.